Thì con mở cửa phòng ra thì thấy cảnh tượng là mẹ chết nằm không có mảnh vải trên người, trên cái nệm. Cha con thì nằm kế bên cũng không có mảnh vải trên người luôn. Máu me thì cha con dính đầy, còn mẹ con thì nằm đó. Con chạy lại con kiểu đụng với lay người mẹ, xong rồi thấy mẹ con lạnh ngắt. Bốn xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Từ Thiện Tây Nguyên của Bốn nha. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới vui vẻ và an lành. Thì vừa rồi Bốn đã đăng tải một cái video nói về một cái vụ việc rất là đau lòng vừa mới xảy ra luôn cả nha. Thì người chồng đã xuống tay với người vợ của mình. Thì hai vợ chồng đã ở với nhau 22 năm rồi cả nhà. Có một người con trai 17 tuổi đang học lớp 11. Và cái sự việc nó như thế nào thì thực sự là cũng chưa rõ ràng lắm. Thì bây giờ anh em Bốn sẽ vào trong để tìm hiểu thêm. Thì sẽ nói chuyện với một trong những cái nhân chứng mà quan trọng nhất của cái vụ việc này, đó là người con trai của hai vợ chồng nhé. Mời cả nhà cùng với Bốn đồng hành ở video này nhé. Chú chào con. Dạ. À, con là sao với là chị Diệp Phương? Dạ, con là con ruột của mẹ Nguyễn Diệp Phương. Con nói lớn lớn xíu. Con tên gì? Dạ, con tên là Nguyễn Hoàng Phi. Nguyễn Hoàng Phi. Phi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 17 tuổi. Chị Phi là người chứng kiến cái sự việc đầu tiên, tại vì lúc đó thì có con ở nhà không? Dạ, lúc đó là con không có nhà, là con đi học về như thường lệ là gần 11:40. Thấy tại mẹ con có muốn một căn nhà ở gần ngoài chợ cho con ở với mẹ đó. Thì như thường lệ là con ở đó với mẹ, con ngồi đó con đợi mẹ con về. Mà con cũng như bình thường thôi, mẹ con cũng đi công chuyện rồi con ngồi đó con đợi. Mà hôm nay thấy đi hơi lâu, xong rồi mọi người với vì có gì may đồ chung với mẹ con cũng điện hỏi con là mẹ đi đâu sáng giờ có nói con không? Con nói là con không có biết. Con nghĩ là mẹ con chỉ đi Càng Long hoặc là đi công chuyện nào đó thôi để mua giải hay gì đó. Xong rồi với nói là vì điện sáng giờ với mẹ con á, không ai không bắt máy gì trơn á. Xong rồi thấy vậy con nói là kêu con đi về nhà trong con đi để coi mẹ con có ở chổng không. Thì con cũng soạn đồ đạc để về nhà chổng, rồi đóng cửa rồi đi bộ về trong nhà. Xong rồi về trong nhà con đập cửa kêu cửa thì không có ai ra mở cửa hết. Con đứng đó con cũng kêu tầm 10 phút rồi cũng không có ai nghe, không nghe tiếng động gì hết luôn. Xong rồi hỏi có cái gì hàng xóm gì qua chỉ kiểu kêu cửa với đập phụ cửa hụ con, cũng thêm 30 phút nữa cũng không có động tĩnh gì hết. Xong con thấy vậy con đi kiếm coi chỗ nhà mình còn có chỗ nào để mở khóa đi vô hay không. Rồi thấy có cái cửa nhà sau, tại vì cái ổ khóa của nó bị hen rỉ á, nó sắp nó bị xét á, nên là con thấy vậy để con đẩy cửa ra thử như thế nào. Cũng con cũng kiếm mấy dụng cụ như là dao bằng sắt hoặc là cái cây nào bằng sắt có thể nại được thì con cũng định nại, nhưng mà cái ổ khóa nó cứng quá con nại không được. Xong rồi một hồi con nghe cái mùi lạ trong nhà, con tưởng là mùi xăng, tại vì đó giờ con không có ngửi cái mùi thuốc sâu bao giờ nên con không có biết. Xong rồi có cái gì lớn kia, cái gì mà giúp đỡ con lúc đầu á, vậy là dĩ hử cho nó là mùi thuốc sâu rồi. Xong rồi con cũng sợ. Rồi gì đó dĩ kêu thêm hai người bạn của dĩ xuống để phụ, để có gì mở cửa. Xong rồi đợi một hồi thì hai người đó cũng xuống, xong rồi nghe mùi thuốc sâu nồng nặc luôn. Rồi ba người lớn á, là cùng nhau với thêm con nữa là đẩy cánh cửa để cho nó văng cái chìa khóa ra, tại nó cũng bị rỉ á, nên là nghĩ cháu văng ra được. Nhưng mà đóng vô bức tường nó chắc quá, nó chỉ tạo được một cái lỗ vừa đủ thôi. Con cũng gán đẩy để chen vô để vô cái lỗ được, kiểu cũng gán cũng nhét vô mới vô được chứ. Xong rồi con vô được rồi con thấy máu me chỗ nhà sau nhóc luôn. Nhưng mà con thấy máu nó cứ nó không có được mới, nó cũng khô rồi. Xong rồi con thấy cái đèn chỗ phòng cha mẹ con sáng mà vết máu đi thẳng tới phòng luôn. Rồi xong rồi con chạy tới, rồi con mở cửa phòng ra thì thấy cảnh tượng là mẹ chết nằm không có mảnh vải trên người, trên cái nệm. Cha con thì nằm kế bên cũng không có mảnh vải trên người luôn. Máu me thì cha con dính đầy, còn mẹ con thì nằm đó. Con chạy lại con kiểu đụng với lay người mẹ, xong rồi thấy mẹ con lạnh ngắt à, không có cảm giác gì hết á. Xong rồi con cũng hoảng, lúc đó con không biết làm sao hết trơn á. Rồi con thấy vậy người lớn kêu con là mở cửa, xong rồi con chạy lên nhà trước con kiếm thêm đóng cửa kính bích không có đèn tối thui à. Con cũng phải gắng mở cái đèn trong nhà mà không có đèn nào cháy được trơn á. Rồi thấy gì cũng mò đại
rồi thấy được cái chìa khóa. Lúc đó con gung không biết mở cửa như thế nào nữa, kiểu không biết cầm nào để mở ra. Xong hồi gung gung một hồi cũng gán mở cửa được cái chìa khóa, mà mở chìa khóa được, xong rồi đẩy cửa cho người lớn vào. Xong rồi cũng có mấy người đó vào, người ta thấy nhiều. Thì cảnh tượng đó nó có con là nó khó mà quên được. Xong rồi dạ, rồi có cái gì kêu nói là vô coi mẹ con còn thở hay không. Con vô, con để tay lên mũi thì thấy không còn thở nữa, mình mẩy thì lạnh ngắt rồi. Xong rồi con xoay qua con thấy cha con là còn rên ư ử, xong rồi kiểu cũng cố sức để dãy dụa. Rồi con nói với mấy người lớn đó là điện xe cấp cứu rồi báo công an, với điện cho bên nội con xuống để giúp cha con đi viện. Xong rồi điện cũng khoảng tầm 5 phút sau là mọi người xuống. Xong rồi con vô một lần thứ nữa là con thấy cha con kiểu dùng hết sức để ngồi dậy. Xong rồi người lớn kêu con đi ra để giữ nguyên hiện trường, lỡ có gì công an tới nó sẽ dễ. Rồi con đi ra luôn là con không có vô lần nữa. Rồi mấy cô mấy chú bác tới, kiểu cảnh tượng lần đầu con thấy cha mẹ con như vậy, thấy mẹ con mất trước mặt con, kiểu cũng hoảng. Tâm lý con cũng sốc, con ngồi đó suy nghĩ cũng tầm gần 2 tiếng. Mình không thể định hình được cái vấn đề đó là nó có thật sự xảy ra hay không. Nếu mà có xảy ra thì nó bất ngờ quá, nó đến sớm quá, mình không có thể thích nghi được cái vấn đề đó. Đúng. Rồi nhiều người cũng động viên an ủi con. Rồi cha con được mấy cô, mấy chú, mấy bác đưa nhau rồi chạy xuống Trà Vinh để cấp cứu. Lúc đó con cũng hơi hoảng nên là con cũng không rõ nữa. Con nghe người lớn kể lại mới biết rõ. Lúc đó là con đang đi học hả? Dạ con đi học như thường lệ buổi sáng á, rồi con đi về giữ nhà. Lúc con về con mới hay đó con. Dạ. Thấy giờ thấy đóng cửa. Con xong rồi con về coi, con nghĩ là cha con thì mằng bò là ngủ hơi chưa thôi, con chỉ đập cửa thôi. Tại có mấy lần con cũng đập cửa vậy đó, nhưng mà khoảng tầm 2-3 phút là mở cửa. Mà hôm nay cỡ gần 40 phút, 50 phút vẫn không thấy động tĩnh gì hết. Về mà đập cửa khoảng 40 phút luôn. Dạ. Thì chú cũng nghe nói là thường cha hay tác động vật lý với mẹ đúng không? Dạ, nếu mà tỉnh bình thường thì con thấy không có gì hết. Còn nếu mà khi cha con có nhậu rượu vào thì là có tác động vật lý, rồi dùng lời nói chửi rủa, rồi hành hạ con với mẹ con. Thì chú hỏi con nè, khi mà cái lúc mà về mà con gặp cái hiện trường như thế thì con có nghĩ là cha con làm điều đó với mẹ con không? Dạ, con thấy mẹ con như vậy là con chắc chắn một điều là cha con làm chứ không còn ai khác. Tại vì đã có nhiều lần cha con cũng có ý định tác động vật lý rồi muốn giết mẹ con rồi, nên là con nhìn vô là con biết chắc chắn là cha con làm. Thì con cũng chứng kiến nhiều cái dạ, việc đó rồi ha. Kiểu từ nhỏ tới giờ sống lên chứng kiến cảnh tượng này cũng nhiều lần. Nhưng mà lần này là lần đầu tiên con thấy con bất ngờ, với con hoảng tới mức độ mà không thể suy nghĩ được gì cả. Thì con năm nay mới 17 tuổi hả? Dạ năm nay con học 17. Lớp mấy? Dạ con học lớp 11. Ở nhà Trà Vinh là thuê? Dạ cái nhà con với mẹ con là thuê, tại vì mẹ con muốn ở gần đó, gần trường cho con dễ tiện đi học. Cha với mẹ là chia tay là bao lâu rồi? Dạ cha với mẹ con á thì được ra ngoài tòa ly hôn có con nữa. Là kiểu là ly hôn trong êm đẹp. Là không có ra tòa này nọ đòi, kiểu là ký giấy hai người đồng ý và con cũng đồng ý rồi là đồng ý ly hôn, cũng cách đây cũng gần một tháng. Thì bên mà nội đó gần nhà cha con với mẹ con ở đó không? Dạ bên nội con thì ở xích lên chỗ trường cấp 2 một xíu. Thường cha hay thường qua lại không? Hay xuống nhà con không? Cha thường hay ra ngoài nhà con. Ngoài nhà con. Dạ nhiều khi cha con có nhớ con thì có chạy ngang nhìn. Nhưng mà kiểu như là mình thuê nhà người ta nên là không phải nhà mình nên cũng ngại, nên là cha con nói với cha là có nhớ hay thương con á thì điện con đi vô liền. Tại ngày nào con cũng đi vô để nấu cơm cho cha con ăn. Nói chung là cha mẹ thì hết duyên hết nợ thôi. Dạ. Còn con vẫn đối xử tốt với cha ha. Dạ kiểu phận làm trách con, nhiệm làm cũng con làm đúng rồi. Tội nghiệp con quá. Thì mình ở cái nhà trọ mà cách nhà của cha con á là dạ, bao xa? Dạ con nghĩ cũng tầm mà con cũng khoảng gần hơn 100 mét một xíu. Con 100 mét thì cũng sát bên rồi. Con đi bộ là con đi bộ không à. À. Dạ.
Rồi cha con là công việc là đi đi làm công việc gì chứ? Dạ nếu mà có khách thì cha con hớt tóc, còn không có thì cha con tối tối mần bò. Nhiều khi cũng có ngày mần ngày không, nhưng mà thường Tết thì nó sẽ mần được nhiều hơn một chút. Cha con là hay nhậu lắm hả? Dạ nếu mà kể một năm nhiều khi chắc tính ngày ở nhà chắc cũng được 2 tháng còn như là đi nhậu hết. Trời ơi gì đó hả? Dạ. Nhưng mà mỗi khi mà nhậu bình thường thì được. Dạ mà bình thường thì rất là được. Nhậu vô là không có làm chủ được bản thân. Dạ bình thường thì rất là thương yêu vợ con, nhưng mà được, nhưng mà cái là hơi khó tính một xíu. Vì con với mẹ con cũng quen, nhưng mà tới lúc có rượu vô cái là như là con nghĩ là mất kiểm soát rồi. Đúng. Không có kiểm soát được ngôn từ và hành động nên là có đưa ra những cái không được đúng đắn cho lắm. Đúng rồi. Vì vậy thì nếu mà con ở chung trong nhà đó thì chắc con cũng rất là nhiều lần con can ngăn. Dạ. Can ngăn là cha tác động vật lý với dạ, mẹ con. Dạ có, tại vì dĩ nhiên con mà phải bảo vệ mẹ mình rồi. Nên là có nhiều lúc con cũng bảo vệ mẹ con, rồi nhiều khi cha con cầm dao hoặc là cầm kéo tác động lên á thì con cũng chộp lấy và giục, nhiều khi là tác động vật lý bằng tay luôn thì con cũng đỡ. Thì kiểu thà chúng con còn hơn là chúng mẹ. Trước giờ mà mẹ của con có bao giờ bị cha đánh mà phải đi bệnh viện đồ không? Dạ có chứ, kiểu cũng nhiều. Có đợt nhà con còn chưa cất nhà ở dưới đây, còn có ở nhà trên kia nhà to. Xong rồi hôm đó là cha mẹ con đánh lộn thì như thường ngày á là con đem dao kéo trong nhà đem đi giấu hết, tại vì cha con thường hay cầm đó để làm hù dọa dạ. Mẹ con nên là con phải đem đi giấu trước, mà trong khoảng thời gian con giấu thì á cha con ở đây đánh mẹ con chạy lên không kịp, rồi lúc đó con thấy cha con nắm chân của mẹ con á rồi gỉ xuống lại khiến cho đầu của mẹ con đập xuống đất. Con chạy lên thì con thấy là máu từ trong lỗ tai của mẹ con chảy ra nhóc luôn. Độ con gì đó. Rồi con kiểu mình cũng không biết làm sao hết trơn á. Xong rồi con cũng gắng đỡ mẹ con vậy rồi chở mẹ đi bệnh viện. Tội quá trời tội của chú anh chị. Hằng ngày là mẹ mẹ đi mẹ may đồ hả? À? Dạ mẹ con may đồ. May nhà. Dạ. Cha con hằng ngày có làm gì không? Dạ đi nhậu không chứ không có làm gì hết. Dạ nếu thì có rảnh thì làm, còn nếu mà không mấy thì là cứ đi nhậu hoài vậy đó. Một năm mà ở nhà được 2 tháng. Dạ nếu tính ngày nhà chắc cũng gần, nếu tính đủ thôi. Tính đủ nó gần dạ. 2 tháng chứ nhiều khi chắc ngày nào cũng có. Dạ có khi ngày 2-3 chập không chừng nữa. Có đợt nhiều khi là nhậu hết nguyên 1 tháng luôn. Đúng đúng, giống như dạ. Uống biết là nó bị lạm dụng rượu bia dạ. Rồi thiếu chịu không nổi kêu ghiền à. Tội nghiệp con quá, bây giờ con là con đứng kẻ giữa dạ. Bên cha bên mẹ thì con chỉ có phiên ngăn và can thôi dạ. Chứ con làm con mà phải không, cho nên mình cũng không được phép là nói nặng cha mình dạ. Chỉ có can thôi. Nghe nói con đi học võ có không? Dạ có. Con đi học võ để làm gì? Dạ cha mẹ muốn con, tại hồi đó con kiểu ốm yếu quá nên là học võ để cho tốt hơn. Dạ nhưng mà con thấy cha đánh mẹ con quá thì tuy là học võ nhưng mà con cũng đâu có làm được gì đâu, kiểu cũng biết đỡ thôi. Đúng rồi. Thì cũng có, nếu mà có tác động vật lý lại thì cũng chỉ đá được mấy cái thôi chứ cũng đâu có làm được cái gì nhiều. Có nhiều lần là con có bị thương, có bị khi mà gánh cho mẹ con á? Dạ có chứ, thì có đợt đó cha con kiểu như là làm chân con trượt á nên là đầu một bên con bị đập vào cái thành ghế hớt tóc, chảy máu nhiều lắm, lủng một lỗ, nhưng mà hên cái là không có sâu quá để mai. Dạ rồi đó. Thêm có đợt đó rồi lúc nghỉ hè xong rồi cha con kiểu như hôm đó cũng như thường ngày đi nhậu về, kiểu chắc nghĩ chắc là xỉn hơn bình thường quá, cha con có cầm cái kéo mai đồ của mẹ con để rượt theo đâm mẹ con, rượt chạy vòng vòng cái đó thì con cũng chạy theo ừ. Rồi con nắm được cái kéo thì con giục, xong rồi một hồi cha con bình tĩnh kêu em vô nhà, thì con thấy là nếu mà cứ chạy gì hoài thì cha con sẽ giết mẹ con hoài, nói là thôi mẹ cứ vô nhà đi, có con cũng không sao. Xong rồi vì con nói vậy thôi cái mẹ con mới gặp mà biến cố hơn là cha con lấy cái kéo hớt tóc nhỏ hơn á ừ. Là giấu vô mình, xong rồi đi vô phòng, xong rồi đè mẹ con xuống đâm, xong rồi con chạy vô kịp, rồi con nắm lại được cái cán kéo. Nhưng mà mình nắm cán kéo để mình gị ga thì dĩ nhiên là mình nắm đúng cái rồi. Phần đó đúng nó sẽ tay bị đứt con, tay, đứt tay của con. Thì dù có đứt cũng phải gắng nắm đi gị kéo ga, à, tại vì cha con quá. Càng ngày càng nhấn cái kéo xuống thì gị ra được, thì quăng ga rồi
chảy máu đồ cũng nhóc luôn. Rồi mẹ con mới la, mới chửi cha con, rồi một hồi cha con mới bình tâm lại, rồi mới không có tác động vật lý nữa. Nói chung thì hôm qua là khi khi lên là lúc đó là ai điện cho bà ngoại hay, khi mà sự việc xảy ra như thế đó? Dạ lúc đầu á là con đập cửa hoài không có được, với một phần là con có điện mà điện thoại con bị khóa sim, con không có thể là nó đổ chuông được, kiểu chỉ là nhá máy thôi. Xong rồi con mới điện cho ngoại để cho ngoại điện cho cha. Thì cái lúc mà con đập cửa thì con có nghe cái tiếng chuông điện thoại, là con biết chắc chắn là cha còn ở bên trong. Tại vì lúc mà con vô được á thì là mọi thứ đều khóa cửa bên trong hết, khóa lại và cài chốt ngang nữa. Có bây giờ chú Hậu Giang hỏi con là thời điểm gần đây, cách đây mấy ngày thì con có nghe cha con hăm dọa mẹ con một cái điều gì không? Dạ không, bình thường gần đây cách ngày là con với cha với mẹ con bình thường. Tại vì hôm nay con còn định về là làm mứt để cho cha với mẹ ăn, rồi con có ngon không, để tới Tết con làm nhiều. Rồi định lặt lá mai với cha, rồi định nay nấu cho cha bữa cơm cũng ngon ngon. Tại hổng gài á, cha nói là thôi ở ngoài ăn cơm với mẹ đi, cha buồn quá cha không có mua đồ ăn. Thì định hôm nay về nấu cơm với cha, hai cha con ngồi ăn rồi nói chuyện tâm sự rồi gì đó. Rồi bàn về việc Tết nhà cửa làm sao, rồi nữa kêu mẹ về ăn bữa cơm. Rồi nói là đó giờ vợ chồng sống nhưng mà không có ăn với nhau bữa cơm được mùng 1 Tết. Nhiều khi ăn là được khoảng ngày 30 à, là ổng đi nhậu nguyên ngày Tết rồi. Ổng nhậu về thì ổng chửi rồi ổng đánh đập, nói chung là không có ngày nào được ăn chứ. Nên con cũng nói là hôm mùng 1 Tết con ra con nấu cơm, rồi kêu mẹ vô, cả gia đình mình ngồi ăn bữa cơm. Tại đó giờ 16, 17 năm trời con chưa từng ăn bữa cơm ngày Tết nào với cha mẹ. Nhà là cơm nước con làm à? Dạ, bình thường đi học về là con không ăn cơm với mẹ. Con chạy, con đi bộ vô trong nhà, rồi cha có mua đồ ăn sẵn, rồi con sẽ tự làm con với cha. Con nấu, con dạ. Con cũng biết nấu hết luôn. Dạ, ba cái đó dễ với con. Đứa con này rất là sâu sắc. Rất là sâu sắc. Chung nhà là cơm nước là con làm được. Dạ. Con có khuyên cha với mẹ ở lại với nhau không? Dạ, con thấy cái này là... thì dĩ nhiên là cha mẹ mình ly hôn là mình sẽ rất là buồn. Nhưng mà con cũng khoảng thời gian khuyên. Nhưng mà con nghĩ lại rằng là bây giờ hai người cũng đã lớn, nên có một khoảng thời gian suy nghĩ lại. Nếu mà cảm thấy hợp á, thì quay trở lại. Còn nếu không á, thì cho nhau một con đường mới, giải thoát cho nhau. Thì con cũng khuyên cha làm. Cha cứ tích cực, đừng có buồn nữa. Cố gắng mần để lo cho con đi học. Rồi cái việc mà mẹ giận cha thì đó, để từ từ con nói. Nhiều khi mẹ có thể... nếu mà mẹ còn thương con á, còn thương cha thì mẹ sẽ cho cha một câu hỏi quay trở lại. Đúng. Còn rồi. Nếu không thì coi như là duyên nợ của cha với mẹ tới là hết, có thể làm bạn cũng được. Thì ý của con là vậy đó. Như vậy thì cái việc học của con thì cha cũng có phụ với mẹ con không? Dạ, thì mỗi lần cha cho con tiền thì con không có dám lấy nhiều. Con lấy vừa đủ số tiền để con học thôi. Con nói là tại cha mần cũng cực. Thôi con lấy vừa đủ con mần à, có gì để lại cha muốn xài về xài. Kiểu cha cũng còn mua đồ ăn, gửi đóng tiền này nọ đồ trong nhà, con cũng không có lấy gì nhiều, lỡ cha không có tiền cha đóng. Còn có mẹ thì mẹ phải đóng nhiều hơn, nên bắt buộc là con phải ăn ít lại, chi tiêu ít lại. Nhiều khi có nhầm ngày mẹ hỏi con là có tiền đi học không, thì con vẫn nói là con còn. Trong khi đó con không còn tiền gì hết. Kiểu mình thấy mình không có ăn gì hết, nên là thôi khỏi xin cho mắc công, sợ mẹ tốn tiền, để có tiền mẹ muốn làm gì làm. Nên là con không có xài gì nhiều. Rất có hiếu, sâu sắc. Biết chuyện đó đó. Gia đình của cha mẹ con thì có được ruộng đất gì không, có vườn gì không con? Dạ, lúc trước thì con nhớ là có một công ruộng, xong rồi là bán là để trả nợ cho mẹ con. Xong rồi còn một mảnh đất ở gần trường cấp 2. Rồi ở cái nhà to đó, xong rồi cha mẹ bán để về gần dưới chợ, dưới là cất nhà để con với cha với mẹ con đó ở. Rồi để một chút tiền để làm vốn liếng làm ăn. Con học lớp mấy rồi? Dạ, nay con lớp 11. Lớp 11 con học giỏi không? Dạ, con học cũng giỏi. Thấy con rất học giỏi à. Đúng rồi. Nói chuyện rất là con khéo luôn. Nói chuyện chậm tĩnh, nó thiệt biết chuyện lắm. Biết chuyện đúng. Nói chung là làm con thì đứng kẻ giữa. Rồi khuyên răn cha mẹ thôi chứ cũng không có trách cha luôn. Chưa có tiếng nói nào mà trách cha. Con đi học gần trường ở nhà không con?
Dạ cũng gần, bình thường thì bạn con sẽ chuẩn bị đồ trước rồi bạn con đi ngang, con có gian bạn đi. Vậy là con không đi, không có xe à? Dạ không, con không có, nên là con mới đi bộ về với cha đó. Vậy ở nhà có xe gì không? Dạ kiểu có xe cha với, có xe của cha với mẹ, nhưng mà con thấy cha có mẹ có đi công việc gì đó thì chở con nhiều khi cũng bất tiện, có bạn thì có gian bạn cho nó dễ. Bây giờ mẹ mất rồi, bây giờ con bây giờ ở trên đó hay là về đây sống? Dạ lúc đầu thì con cũng suy nghĩ không tới mức độ đó, là không biết mình ở đâu, kiểu cũng đang còn là khó chấp nhận sự việc. Xong rồi thấy vậy chốt với tim út, con nói là thôi dù sao cũng ở đây cho gần cha gần mẹ, rồi ở lên trển có gì chốt với tim út cố gắng nuôi cho con tới lớp 12. Rồi nếu mà tới đó con muốn học nghề thì chốt với tím út cho con tiền học nghề. Còn nếu không thì con có quyết định bán đất ở dưới đó rồi về sống với ngoại thì tùy con quyết định. Dạ con cũng chỉ nghĩ tới đó thôi, còn nữa sau này thì quyết định con có thay đổi hay không thì con cũng chưa biết. Từ nhà trọ mà con đi học là bao xa? Dạ cũng gần với quãng đường từ đây con vô nhà cha cũng tầm khoảng 100 mét hay gì. Vậy là cũng gần. Dạ. Hiện bây giờ là sức khỏe của cha con như thế nào? Dạ con nghe chú Út con kể là hồi sáng con mới điện là người ta nói cha con đang kiểu như là lớn chút yếu lắm rồi, kiểu con nghĩ chắc cũng nguy kịch rồi, nhưng mà người nhà muốn vào để lau và rửa mấy vết máu cha con bị dính á, nhưng mà công an người ta không cho, kiểu người ta cũng sợ này kia, con nghĩ chắc là cũng muốn bác sĩ thông báo bệnh nhân như thế nào rồi mới cho người nhà vô. Nhưng mà hiện giờ là cha con nằm bệnh viện nào con? Con cũng không biết nữa, con chỉ biết là cha con nằm kiểu là đưa chị xuống dưới, dạ. Là người ta xúc ruột hay sao đó để đẩy cái thuốc trừ sâu đó ra, xong rồi đưa cha con vô phòng hồi sức, thì con chỉ biết tới vậy thôi, tại vì công an người ta không cho biết nhiều. Đúng rồi, tại vì bây giờ thì nói chung đã xảy ra như thế rồi, dạ. Thì bây giờ để điều tra mà khi nào mà cha con khỏe lại á, dạ. Ổn lại thì bên công an sẽ điều tra sự việc nó như thế nào. Dạ.